Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em xin gửi tới mọi người sản phẩm, đó chính là bóng đèn LED sử dụng cho bóng pha, sử dụng với những dòng Mazda hay dòng Ford. Đây là sản phẩm C8H15. Quy cách đóng gói của mỗi một sản phẩm sẽ được đóng gói trong một cái hộp như thế này. Đây, phía bên ngoài của vỏ hộp nhé anh em nhé. Đây em sẽ bóc ra. Đây, C8 chân H15. Kia là vỏ bao bên ngoài. Còn tiếp đến nữa là, đây em sẽ nhấc ra, từ từ ra để anh em cùng xem. Đây, mỗi một bộ sản phẩm sẽ được để đóng gói như thế này để phòng chống va đập và không bị hỏng bóng đèn. Đây, anh em có thể nhìn thấy không? Đây, mỗi một bộ bóng thì sẽ bao gồm hai bóng với hai con chip cao cấp. Đây, đây, đó. Đây, anh em đang nhìn đấy. Mặt sau này, mặt trước là khay xốp để đựng bóng này. Em có thể nhìn đây, con chip cái LED bóng LED đấy, và cái con chip rất là cao cấp giúp tăng ánh sáng và đảm bảo độ bền. Độ bền của đôi bóng này là 30.000 giờ. Đây là cái băng dính để khi chúng ta sử dụng, còn đây là dây thít. Trong cái hộp này thì người ta cũng có giới thiệu cho anh em cái quy cách, như gọi là có thể hướng dẫn sử dụng đấy ạ. Đây ạ. Sử dụng với nó cũng bao gồm có các chân này, H1, H3, H4, H7, tức là dòng C8 này đấy ạ. Đây là hôm nay em đang gửi tới mọi người là CH15. Đây, anh em nhìn này. Người ta có quy cách hướng dẫn cho chúng ta để sử dụng, để lắp ráp vào để sử dụng. Bước 1, bỏ sản phẩm ra như nào, gài vào. Bước 2, đưa vào pha. Và bước 3, bật ánh sáng. Đây. Rồi. Đây. Anh em cùng nhìn kỹ nhé. Đây. C8H15. Đây. Cái chân phải ra đấy. Đây. Anh em nhìn thấy chưa? Đây, có thể ra hai nguồn điện 12V và 24V. Cả hai bóng đều như nhau luôn. Với quy cách đóng gói như này thì dù vận chuyển rất là đảm bảo, nó không bị vấn đề gì. Đây. Rồi. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới mọi người cái hình ảnh sản phẩm của bộ bóng LED C8H15. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu tìm hiểu, tư vấn, hỗ trợ về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.